Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa và anh chị em được về đây trong ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa và học hỏi lời của Ngài. Cho nên như các buổi nhóm tối thứ tư khi chúng ta nhóm nhau lại, chúng tôi khuyến khích anh chị em chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa những lời cảm tạ. Anh chị em trong tuần có những phước hạnh nào? Giờ đây xin chúng ta bày tỏ ở dưới những cái dòng mà chúng ta bình luận. Thì thay vì bình luận thì chúng ta đánh vào những dòng, những tiếng nói của lòng biết ơn của chúng ta ở trước mặt Chúa. Và xin Chúa nghe vui nhận và tiếp tục ban phước trên đời sống của chúng ta. Vì sự cảm tạ của chúng ta hôm nay mở cho chúng ta một tương lai rất lớn ở trong ơn của Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài vui thích và đón nhận những con người đã nhận được ơn của Chúa, biết ơn Ngài, quay trở lại để cảm tạ Chúa. Cho nên hãy cùng với chúng tôi dâng lên Chúa những lời cảm tạ cho những việc mà chúng ta trải nghiệm Chúa, kinh nghiệm Chúa ở trong tuần qua, ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì những việc Chúa làm trên đời sống của mỗi cá nhân của chúng ta. Và Chúa Ngài còn muốn làm lớn hơn nữa. Cho nên xin anh chị em chúng ta luôn bày tỏ tấm lòng biết ơn Ngài để chúng ta chuẩn bị cho những việc lớn hơn. Bởi vì ở trước mặt Chúa, nguyên tắc và nền kinh tế của vương quốc của Đức Chúa Trời, đó là khi chúng ta trung tín trong những việc nhỏ, Chúa Ngài ban cho, thì Chúa Ngài sẽ giao cho chúng ta những việc lớn hơn. Hôm nay chúng ta biết trở lại cảm tạ Chúa cho những điều Chúa làm cho đời sống của chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài tính cậy và giao cho chúng ta những việc lớn hơn, vì chúng ta biết nhường sự vinh hiển cho Chúa và những con người biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong loạt bài Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên. Và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ với nhau một điều rất là quan trọng, là chìa khóa để chúng ta có thể sống sự sống siêu nhiên. Đó là làm thế nào để có một mối quan hệ mật thiết với Đức Thánh Linh. Chúng ta cần phải biết một người một cách mật thiết và có thể quen thuộc với những điều ao ước ở trong tấm lòng của họ. Phải thân, phải quen, chúng ta mới có thể cảm nhận được tấm lòng của người thân quen của mình. Và chúng ta cũng phải ở gần đủ để chúng ta có thể nghe được những ước mơ âm thầm của họ. Nó đòi hỏi nhiều hơn là biết một cách thân mật, ở gần để sẵn sàng hy sinh, gạt sang một bên những ưu tiên ở trong đời sống vì phúc lợi của người mình yêu thương. Đây là điều mà chúng ta thấy một lần đã bày tỏ ra cho chúng ta một gương rất đặc biệt mà lời của Chúa có ghi lại cho chúng ta. Đó là ba người quan tướng của vua David. Họ gần gũi và yêu thương ông. Đến rồi một ngày kia ông nói lên nỗi lòng của ông. Họ nghe được tấm lòng của ông, mặc dù ông chỉ nói lên như một ao ước. Đó là trong lúc ông phải ở trong những chỗ hang đá, ở trong những chỗ để tránh cái sự đuổi theo và muốn giết của vua Saul, thì David ông nhớ quê hương gia đình của mình. Ông nói lên một cái ước mơ rất âm thầm, đó là ước gì ta có thể uống được nước giếng ở bên cửa thành Bethlehem. Ông chỉ nói như vậy. Và chúng ta thấy có một điều hết sức lạ lùng xảy ra. Đó là mặc dù không bị bắt buộc, thì ba tướng sĩ này của vua David, họ hiểu được tấm lòng của vua của mình. Họ đã bằng lòng, gan dạ, xông qua ngang trại quân của Philistine, về đến cửa thành Bethlehem, và họ múc nước giếng ở thành Bethlehem đem về cho David. Ước mơ của David để ông có thể giảm bớt cái nỗi lòng nhớ quê hương của mình, đó là muốn được nước giếng của làng Bethlehem. Thì chúng ta thấy ở tại đây rằng các tướng sĩ của ông đã bằng lòng luôn cả có thể mất mạng, đi xuyên qua trại quân của quân thù và lấy cho bằng được nước để mang về cho vua David. Chúng ta đọc câu chuyện thì chúng ta biết rằng David ông đã không dám uống nước này. Ông đổ nó ra như là một cái của lễ dâng lên, và với lòng biết ơn ông nói rằng làm sao ông có thể uống được nước đó. Bởi vì cái giá mà các tướng sĩ đã đem về cho ông quá lớn. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở tới đây và mời anh chị em chúng ta suy nghĩ, đó là tấm lòng của các tướng sĩ này. Họ gần gũi với vua David đủ để họ có thể cảm nhận được nỗi lòng của vua của mình. Và điều này chúng ta biết rằng chúng ta cũng có thể phải có
để chúng ta có thể hiểu được tấm lòng của Đức Thánh Linh, để chúng ta có thể bước đi trong một sự sống trong sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta phải gần gũi thân mật với Chúa đủ để chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa, nhận sự dẫn dắt của Ngài. Đây là điều rất là quan trọng. Và chúng ta thấy các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên đã bày tỏ ra được điều này. Chúng ta nhớ ở trong công đồng ở tại Jerusalem, ở trong công vụ chương 15 ghi lại cho chúng ta, sau khi nghe tin tức rằng dân ngoại và những người kính sợ Đức Chúa Trời đã trở lại đạo của Chúa. Họ là những người không phải gốc tích từ những người Do Thái, bây giờ cải đạo để tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên có những quy luật mà họ không biết để giữ. Nhưng mà chúng ta để ý đến điều mà các sứ đồ nói. Họ nói rằng theo như Đức Thánh Linh và chúng ta đồng ý hay là ưng thuận. Nghe câu này, chúng ta thấy rằng dường như họ có văn phòng bàn làm việc kế bên cạnh Đức Thánh Linh. Có một sự trao đổi, có một sự gần gũi đến độ họ có thể nói câu là theo như Đức Thánh Linh và chúng ta. Cảm ơn Chúa, các sứ đồ đã có một mức độ mật thiết gần gũi với Đức Thánh Linh như vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa vì phước hạnh này cũng có thể xảy ra cho đời sống của chúng ta. Để chúng ta có thể bước đi với Chúa một cách trọn vẹn, một cách phước hạnh, chúng ta cần quen biết, gần gũi, thân mật với Đức Thánh Linh càng hơn ở trong đời sống của chúng ta. Tôi xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ đạt được đến điều đó. Bởi vì chúng ta không thể nào vâng lời và bày tỏ lòng yêu thương của chúng ta với đấng mà chúng ta không biết. Tôi xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ có một sự sống mật thiết với Đức Thánh Linh ở trong ơn của Chúa. Quyền năng của Ngài sẽ tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy được phước hạnh như các sứ đồ đã nói ở trong công vụ chương 15 câu số 28. Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chất thêm gánh nặng cho anh em ngoại trừ những điều cần yếu này. Phải kiêng của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạc và chớ gian dâm. Anh em hãy giữ mọi điều ấy là tốt. Kính chào tạm biệt. Đây là những lời phát biểu của các sứ đồ. Chúng ta biết là những vấn đề rất quan trọng. Vì những người Do Thái, họ có cái sự thờ phượng theo cựu ước và có những điều họ đã giữ theo như sự dạy dỗ của các điều răn. Thì cộng đồng ở tại Jerusalem, các sứ đồ chắc chắn là đã cầu nguyện, đã cầu hỏi ý của Chúa cho những việc hết sức quan trọng này. Và họ đi đến kết luận và đã tuyên bố vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chất thêm gánh nặng cho anh em ngoại trừ những điều cần yếu này. Và họ tóm tắt lại những điều cần thiết để những tân tín hữu này, những người từ các dân ngoại trở lại tin nhận Chúa, có một sự sống mà theo những điều Chúa Ngài dạy một cách tóm tắt ở tại đây. Đó là họ phải giữ những điều hết sức là căn bản. Phải kiêng của cúng thần tượng, không được ăn huyết, không ăn thứ vật chết ngạt, chớ gian dâm. Đó là những mọi điều mà anh em phải giữ cho tốt. Chúng ta biết những việc này là những cái việc rất là quan trọng, liên quan đến cuộc sống, niềm tin và giữ theo luật mà Chúa Thánh Linh Ngài đã mách bảo. Anh chị em, để họ có thể đi đến quyết định đó và để họ có thể nói được rằng theo như Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý, thì chắc chắn họ phải có một mối liên hệ rất mật thiết với Chúa. Để các trước giả của Kinh Thánh có thể nhận được một sứ điệp dài đến độ có thể được chép ra như là Esai, như là Jeremy và các tiên tri, cũng như những con người đã được Đức Thánh Linh soi sáng, vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, bởi Đức Thánh Linh của Chúa Ngài dẫn dắt, bởi Đức Thánh Linh Ngài cảm động họ mà họ đã ghi chép xuống, thì họ phải có một mối liên hệ rất là gần gũi với Chúa. Điều này áp dụng cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta có thể làm những quyết định đúng, để chúng ta tiếp tục
nhận được những sứ điệp từ nơi Chúa, được Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta. Và không phải chỉ là một ít, nhưng mà chúng ta thấy rằng sự mặc khải liên tục của Chúa. Thì chúng ta cần phải có một mối tương giao mật thiết với Chúa là như vậy. Thứ nhất, tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ, đó là để chúng ta có một mối quan hệ mật thiết với Đức Thánh Linh, chúng ta cần phải có sự thân mật với Thánh Linh. Trở lại với Roma chương 8 câu số 5, thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Chúng ta thấy có một sự tập trung ở tại đây. Người sống theo xác thịt thì tập trung vào những việc thuộc về xác thịt, còn những kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm hay là tập trung vào những sự thuộc về Thánh Linh. Cho nên xin Chúa nghe cho để chúng ta tập trung vào, chúng ta dành thời gian, chúng ta có những công việc để đem lại sự thân mật càng hơn với Đức Thánh Linh. Ngày nay nhiều cơ đốc nhân nói về Đức Thánh Linh, và tôi thấy họ cũng làm báo rồi viết sách về Đức Thánh Linh. Nhưng mà những điều họ nói về Đức Thánh Linh, chúng ta thấy rằng không đủ theo như Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta. Nhiều người trong chúng ta cũng có một cái khao khát lớn để được chứng kiến Đức Thánh Linh Ngài hành động, hay là thấy quyền năng của Ngài thi thố, mang lại sự chữa lành, mang lại sự giải cứu, mang lại dấu kỳ phép lạ. Nhưng chúng ta có thể rơi vào trong tình trạng này. Có một tôi tớ của Chúa được đầy ơn của Chúa, và nhất là có một chức vụ rất là gần gũi ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh, đến độ thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra trong chức vụ của bà một cách hết sức là lạ lùng. Là tác giả của quyển sách mà người Việt Nam của chúng ta, cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta từng tiếp xúc, đó là Thượng Đế Vẫn Còn Làm Phép Lạ. Tôi muốn nói đến Catherine Kuhlman. Có lần bà đã nói, có hàng ngàn người trong phong trào ân tứ Đức Thánh Linh là những người đã chưa bao giờ quen biết chính Đức Thánh Linh, mà chỉ biết về các ân tứ của Ngài ban cho mà thôi. Họ biết về công việc và những sự ban cho của Đức Thánh Linh, ân tứ của Đức Thánh Linh. Nhưng mà chính Đức Thánh Linh thì không biết một cách rõ ràng. Và điều đáng buồn này ngày nay vẫn đúng như trước đây. Cho nên câu hỏi mà tôi hỏi các anh chị em ở trong giờ này, cũng như hỏi chính mình tôi, là bạn có phải là một trong số hàng ngàn người hay là một số ít người biết Chúa một cách rõ ràng, biết Chúa một cách thân mật, thay vì chúng ta chỉ biết về những sự ban cho của Chúa? Người Mỹ có câu nói, chúng ta biết the giver, đấng ban cho, hay là chúng ta chỉ biết về những sự ban cho, the give. The giver, đấng ban cho. Và chúng ta biết Ngài thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những gì Ngài có thể ban cho và phân phối cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ tập trung vào những sự ban cho của Ngài mà chúng ta quên Ngài là đấng ban cho, chúng ta sẽ gặp trở ngại. Chúng ta có thể sử dụng các ân tứ của Chúa, nhưng mà không có chiều xa, cũng như không có chiều rộng và chiều cao của nó. Cho đến khi chúng ta biết Chúa một cách rõ ràng trong đời sống của chúng ta, bằng một cách thân mật với Ngài. Nhiều lần chúng ta nói về cách sử dụng ân tứ của Đức Thánh Linh, và chúng tôi huấn luyện anh chị em về điều đó. Nhưng tôi cũng thường nhấn mạnh, anh chị em chúng ta chuẩn bị cho được ơn của Chúa để chúng ta phục vụ, và chúng ta học biết thế nào để chúng ta làm những công việc đó. Nhưng chúng ta cần đi xa hơn nữa. Chúng ta cần có một sự sống lớn hơn, khác hơn, mà chúng ta để cho Đức Thánh Linh Ngài sử dụng chúng ta. Chúng ta sử dụng các ơn của Chúa để chúng ta phục vụ là điều tốt. Nhưng còn một điều tốt hơn và lớn hơn, cũng như quan trọng hơn, là chúng ta để Chúa Ngài sử dụng chúng ta. Cho nên mỗi ngày chúng tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta thức dậy, điều đầu tiên mà chúng ta thưa với Đức Thánh Linh sau khi chúng ta chào Ngài, đó là lạy Chúa, con nhường thân thể đời sống của con ngày hôm nay trong tay Chúa kiểm soát. Xin đầy dẫy chính mình Ngài ở trong con. Xin dẫn dắt con, xin biến con trở nên người hữu dụng cho Chúa trong suốt ngày hôm nay. Vì nhường đời sống của mình cho Chúa kiểm soát hoàn toàn, để Chúa Ngài sử dụng chúng ta, bằng lòng phó mình ở trong tay của Chúa để Chúa sử dụng. Đây là điều mà tôi tin rằng Chúa Ngài muốn tìm thấy. Cho nên anh chị em của tôi, lối sống của chúng ta không thể xảy ra như những người chỉ biết về các ân tứ của Chúa, biết về Đức Thánh Linh vì được những người khác dạy dỗ.
Nhưng chúng ta cần phải trưởng thành và để Chúa có thể sử dụng chúng ta trong một mức độ lớn hơn. Chúng ta cần phải có một mối liên hệ mật thiết với Chúa Thánh Linh là như vậy. Chúng ta cần phải biết Ngài. Khi mà chúng ta để Chúa lãnh đạo, kiểm soát và dẫn dắt đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy như lời của Chúa, chúng ta bước theo Đức Thánh Linh. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều phước hạnh ở trong Đức Thánh Linh. Khi mà chúng ta trân quý sự hiện diện của Ngài với chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với Ngài, đến độ chúng ta không cho phép bất cứ một điều gì xen vào ở giữa mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Bởi vì Chúa muốn chiếm trọn tấm lòng và đời sống của chúng ta. Ngài muốn tất cả chúng ta thuộc về Ngài. Để Chúa có thể đầy dẫy trong chúng ta, thì Ngài cần phải được giao quyền kiểm soát tất cả mọi mặt của đời sống của chúng ta, tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta sẵn sàng lắng nghe tiếng phán của Chúa, điều đó cho thấy rằng chúng ta yêu Chúa và chúng ta nhận biết một điều, đó là chúng ta muốn nghe tiếng của Chúa phán với chúng ta. Tiếng nói thân thương này phải là điều mà chúng ta mong chờ để được Ngài phán dạy, dẫn dắt chúng ta. Một khi chúng ta nghe được tiếng phán của Chúa, thì chức vụ của chúng ta mới có lời của Chúa, mới có sứ điệp để chúng ta rao giảng. Chúng ta mới có ơn của Chúa và quyền năng của Ngài để chúng ta có thể phục vụ một cách hiệu quả. Cần phải bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Khi mà chúng ta làm một với chính Ngài, thì tuyệt vời hơn nữa. Và đó là điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta trở nên một với Ngài. Ở trong sự suy nghĩ, ở trong những công việc, chúng ta sẽ thấy sự ảnh hưởng của Chúa Ngài chi phối trên chúng ta và làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Có như vậy chúng ta cần phải đánh hạ những cái hình tượng ở trong tấm lòng của chúng ta. Hình tượng ngày hôm nay trong tấm lòng của chúng ta không nhất thiết là chúng ta có một ảnh tượng của ai đó. Nhưng bất cứ điều gì nó đứng ở giữa chúng ta và Chúa thì nó trở nên hình tượng trong tấm lòng của chúng ta, làm cho mối liên hệ của chúng ta với Chúa bị gián đoạn. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có một tấm lòng gần gũi mật thiết với Chúa đến độ chúng ta không để bất cứ một hình bóng nào khác ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúa thường dùng hình ảnh của vợ chồng liên hệ đến Chúa Giêsu Christ và Hội Thánh của Ngài. Là người chồng, người vợ. Chúng ta không bao giờ muốn cho người phối ngẫu của mình có những hình ảnh, có những cái điều thuộc về những người không phải là phối ngẫu của mình ở trong tâm trí, trong tấm lòng, trong con tim. Vì chúng ta muốn tất cả là thuộc về chúng ta. Điều thứ hai chúng ta thấy chúng ta cần phải có sự tương giao với Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 13 câu số 14 chép: Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Và chúng ta quen với câu kinh thánh này khi các mục sư dùng nó để có thời giờ gọi là lời cầu nguyện chúc phước cho hội thánh. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Thì chúng ta thấy chúng ta thường nghe lời chúc phước này và chúng ta nghĩ đến ơn của Chúa và chúng ta nghĩ đến cái sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng mà còn sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với chúng ta hết thảy thì sao? Xin Chúa cho để chúng ta nhận cái lời chúc phước này và xin Chúa Ngài cho để chúng ta trải nghiệm được trong đời sống của chúng ta có một cái sự giao thông với Đức Thánh Linh một cách thường xuyên, liên tục ở trong đời sống của chúng ta. Vì Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba của ba ngôi Đức Chúa Trời. Tức là Đức Chúa Trời ở trong và ở với chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Ngài không phải là một năng lực vô tánh như những người theo tà giáo của chứng nhân Jehovah họ đã dạy. Đức Thánh Linh đối với họ chỉ là một năng lực. Nhưng không, Đức Thánh Linh Ngài là một thân vị. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài có lý trí, Ngài có ý chí và Ngài có cảm xúc. Ngài buồn, Ngài có sự khôn ngoan dẫn dắt để thể hiện ra, có thể thể hiện ra trên đời sống của chúng ta là những người theo Chúa. Ngài là đấng đầy quyền năng, Ngài ban quyền năng cho chúng ta. Đức Thánh Linh tương giao với chúng ta. Sự tương giao cho chúng ta thấy một mối liên hệ hai chiều, có đi và có lại.
Và chúng ta thấy Ngài là đấng truyền dạy cho chúng ta. Thánh Linh phán, Thánh Linh hướng dẫn, Thánh Linh hành động. Ngài hướng dẫn, Ngài dạy dỗ, Ngài giúp đỡ, Ngài an ủi chúng ta. Và Ngài xác nhận những điều hết sức quan trọng liên quan đến sự cứu rỗi chúng ta khi Chúa Ngài đóng ấn ở trong tấm lòng của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy Đức Thánh Linh năng động làm việc và được bày tỏ ra như là Đức Chúa Trời trong Thầy Thần Linh. Đây là điều hết sức quan trọng để chúng ta nhận biết được, để chúng ta có thể tương giao, để chúng ta có thể thông công, để chúng ta có thể nhận sự dẫn dắt. Chúng ta cần nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn hướng dẫn chúng ta. Ngài muốn chiếm hữu tấm lòng của chúng ta. Ngài muốn chúng ta đáp ứng lại trong tấm lòng của chúng ta yêu thương Ngài. Cho nên chúng tôi khuyến khích anh chị em dành thời giờ để học rõ hơn về Đức Thánh Linh, để được mô tả ở trong Phúc Âm Giăng chương 14 cho đến chương 16. Đức Chúa Giêsu dành nhiều thời gian để giới thiệu, để dạy dỗ, để báo trước về công tác của Đức Thánh Linh khi Đức Thánh Linh được ban cho ở trên hội thánh của Ngài, ở trên các môn đệ của Ngài. Đức Thánh Linh chính là sự thể hiện của Đức Chúa Trời trong sự gần gũi thân mật với mỗi một chúng ta. Cảm ơn Chúa. Qua Thánh Linh chúng ta có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời quyền năng ở trong thân thể, ở trong đời sống của chúng ta. Và điều thứ ba mà chúng ta cần được nhắc nhở, đó là chúng ta phải đeo đuổi sự hiện diện không hề bị làm buồn của Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh Ngài là đấng có tình cảm, có cảm xúc. Cho nên Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, Ngài là đấng có lý trí, ý chí và tình cảm hay là cảm xúc. Thì con người của chúng ta cũng có ba phần đó ở trong phần hồn của chúng ta. Chúng ta có lý trí, chúng ta có ý chí và chúng ta có cảm xúc. Chúa dựng nên chúng ta giống như Ngài và theo ảnh tượng của Ngài là như vậy. Sự hiện diện không bị làm buồn của Đức Thánh Linh là gì? Ở trong Ê-phê-sô chương 4 câu 30 đến 32 cho chúng ta thấy một cái thực tại ở tại đây. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em ở trong đấng Christ vậy. Những điều mà lời của Chúa tại đây qua sứ đồ Phaolô cho hội thánh ở tại Ê-phê-sô là những điều chúng ta thấy nó đối nghịch với trái của Đức Thánh Linh. Đó là những điều mà con người đi theo xác thịt thể hiện. Cái đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Khi chúng ta chăm theo xác thịt thì chúng ta sẽ làm theo những điều của xác thịt. Khi chúng ta chăm theo Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ nhận được những điều thuộc về Thánh Linh. Và tôi muốn chia sẻ với anh chị em một điều mà khi tôi học, tôi thấy nó là bài học rất lớn mở ra cho chúng ta để chúng ta nhận biết. Tôi đọc về cuộc đời của mục sư Hsi, người Trung Hoa. Ông vốn là một học giả, sau đó được cứu và được gọi để bước vào trong chức vụ mục sư Hầu Vị Chúa. Ông đã viết lại trong quyển sách của ông, ở trong chương Chẳng Phải Bởi Quyền Thế, ông đã ghi lại một cái kinh nghiệm mà nó có thể để lại một ấn tượng sâu đậm trên anh chị em như nó đã để lại một ấn tượng trong đời sống của tôi. Mục sư Hsi trong một kỳ hội đồng nọ, ông vận hành ở trong ơn của Chúa. Và nhờ danh của Đức Chúa Giêsu, ông đã giải cứu một người trẻ tên là Con được tự do khỏi quỷ ám. Cuộc giải cứu diễn ra một cách ly kỳ và đầy uy quyền được thể hiện. Có mặt tại đó có một giáo sĩ khi thấy ông hiệu quả ở trong quyền năng, có một chức vụ giải cứu mạnh mẽ như vậy, đã nhét vào trong tay của ông 50 mỹ kim. Lúc bấy giờ đây là một số tiền rất lớn, nhằm mục đích để yểm trợ cho chức vụ của ông. Và chức vụ của ông lúc bấy giờ là giúp đỡ cho những người tị nạn và giúp đỡ cho những người nghiện ngập. Cho nên họ có những nhu cầu rất là lớn, bởi vì những người tị nạn họ không nhà cửa, họ phải bỏ chạy. Thì họ là những người luôn luôn có nhu cầu. Rồi những người nghiện ngập, họ đã bị vì nghiện
mà họ đã trở nên gánh nặng của xã hội, và ông có chức vụ để giúp đỡ cho hai nhóm người này. Cho nên khi ông nhận được số tiền lớn này một cách bất ngờ, mặc dù ông không có mong đợi, thì ông hết sức vui mừng vì số tiền lớn này. Cho nên ông nhận ngay. Nhưng ông mục sư Percy, sau khi nhận số tiền đó thì ông cảm thấy có một điều sai trật. Đó là ông chưa hỏi ý của Đức Thánh Linh. Nhưng mà vì số tiền rất lớn và nhu cầu cũng rất lớn, thì ông đã nhận cái sự giúp đỡ đó. Và tấm lòng của ông tràn trề hy vọng và vui mừng vì số tiền này. Và khi ông cảm nhận rằng mình đã thiếu một cái phần rất là quan trọng, là không cầu hỏi ý của Chúa xem đây có phải là điều mà Chúa muốn ông nhận hay là không. Cho nên một sư si, ông giao tiền cho vợ của mình trông coi. Mà ông muốn đi tìm một cái chỗ ở trong sân của đại hội. Và lúc đó thì đông, rất là đông người và chật chội. Ông chưa tìm được cái chỗ để ông cầu nguyện, để biệt riêng ra và lắng nghe tiếng phán của Chúa, sự dẫn dắt của Ngài. Thì người ta đã chạy đến và báo với ông rằng con bây giờ đang bị quỷ hành hạ một cách rất là nặng nề. Thì khi nghe tin này thì ông sư liền đến để giúp đỡ. Và khi ông đến gần người thanh niên này, thì quỷ ở trong người thanh niên này đã lên tiếng nhạo báng ông rằng ngươi có thể đến đây nhưng ta không còn sợ ngươi nữa. Lúc nãy ngươi to cao đến tận trời, nhưng bây giờ thì ngươi là một người thấp bé. Ngươi không có thẩm quyền để truyền khiến cho ta nữa. Khi mục sư Hussey nghe điều đó thì ông liền nhận biết cách mà linh hồn của ông đã đáp lại với số tiền lớn đó, đã ảnh hưởng ở trên khả năng của ông phục vụ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Ông lập tức mang số tiền đó trả lại cho vị giáo sĩ. Ông xưng ra rằng số tiền quá lớn và đã đến một cách bất ngờ như vậy, nên ông đã để cho nó xen chặn giữa linh hồn của ông và Đức Thánh Linh. Vì bây giờ số tiền đó nó trở nên như là một cứu cánh, vì bác sĩ, giáo sĩ đó như là một ân nhân làm ơn cho ông. Ông đã để tấm lòng của ông nhờ cậy vào, vui mừng và nhờ cậy vào trong cái số tiền đó. Trước đây thì ông nhờ cậy vào Đức Thánh Linh hoàn toàn, nhưng vì số tiền này nó đến một cách bất ngờ và nó lớn như vậy, lòng của ông lệch về việc nhờ cậy vào trong số tiền này để giúp cho ông có thể phục vụ những người tị nạn và những người nghiện ngập. Và ông đã phát biểu như sau khi ông tóm tắt lại kinh nghiệm đau đớn đó như thế này: sự hiện diện không bị làm buồn của Đức Thánh Linh là điều đáng phải ao ước hơn cả khối vàng và bạc. Nên bài học, chỉ có những người gần gũi mật thiết với Đức Thánh Linh, bước đi ở trong Chúa, mới nhạy bén đủ để có thể nhận biết được. Và Chúa Ngài cũng cho phép để quỷ ở trong con đã lên tiếng để nói ra điều mà trong linh giới mắt của chúng ta, mắt trần của chúng ta có thể không thấy. Đó là khi chúng ta bước đi một cách mật thiết với Đức Thánh Linh, thì Ngài làm cho con người tâm linh của chúng ta cao lớn, mạnh mẽ, đến độ quỷ nó nhìn chúng ta nó phải sợ. Nhưng khi chúng ta bị, mối liên hệ chúng ta với Chúa bị gián đoạn, quyền năng của Chúa không còn tuôn đổ một cách mạnh mẽ và sự hiện diện của Ngài không thể hiện một cách hiển lộ ở trong chúng ta nữa, thì chúng ta trở nên thấp bé ở trong ánh mắt của các quỷ. Đây là điều mà khi chúng tôi được nghe, được nhắc nhở và được Đức Thánh Linh Ngài xác nhận ở trong tấm lòng, khiến cho tôi luôn nhớ đến điều này và giữ tấm lòng của mình. Vì người học việc Chúa, nhiều khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh thiếu thốn, thiếu nhân sự, thiếu về những cái tài nguyên, tài chánh để chúng ta có thể thực hiện những công tác. Chúng ta thấy có một người mới đến nhóm lại với hội thánh, và được biết rằng người này có nhiều khả năng, thì rất dễ để chúng ta có thể có chiều hướng rằng ô, bây giờ chúng ta đã có một cái sự giúp đỡ, và chúng ta tập trung vào cái sự giúp đỡ đó
hơn là đấng giúp đỡ và đấng luôn luôn sẵn sàng để tuôn đổ quyền năng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Cũng rất dễ để chúng ta nhờ cậy vào trong những việc thuộc về vật chất. Nếu chức vụ của chúng ta trải qua những ngày thiếu thốn hay là tài chánh khiêm nhường, và khi có một số tiền lớn được dâng, được đưa vào trong hội thánh, thì lòng của chúng ta rất dễ để chúng ta tập trung vào và chúng ta đặt cái đức tin của mình và tất cả những hy vọng của chúng ta vào trong số tiền đó. Và chúng ta quên đi công đấng sẵn sàng để chu cấp. Ngài là Đức Giê-hô-va Jireh, đấng sẵn sàng để sức dầu trên chúng ta, ban cho chúng ta quyền năng. Và chúng ta buông tay Ngài. Và chúng ta để cho tiền bạc, để cho những con người bắt đầu đứng vào trong cái vị trí làm gián đoạn giữa chúng ta với Chúa, và điều đó đem đến chỗ chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh. Những kinh nghiệm của mục sư Hersey, ông đã tuyên bố sự hiện diện không bị làm buồn của Đức Thánh Linh là điều phải ao ước hơn cả một khối vàng hay là một khối bạc. Anh chị em hãy nhạy bén và nhận biết điều này. Vì đối với Đức Thánh Linh, khi Ngài buồn, khi chúng ta bắt đầu có một hình bóng khác ở trong tấm lòng của chúng ta, thì Đức Thánh Linh Ngài không vui bao giờ. Điều đó dẫn chúng ta đến điều thứ tư là làm thế nào để có một mối quan hệ mật thiết với Đức Thánh Linh. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta một câu mà chúng ta thấy rằng rất lạ. Ở trong Gia Cơ chương 4 câu số 5. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng của chúng ta ham mến, ở trong nguyên tắc khao khát mong mỏi chúng ta đến nỗi ghen tương. Wow! Chúa mong mỏi, Chúa khao khát, Chúa ham mến chúng ta đến nỗi Ngài ghen khi chúng ta để những hình bóng khác ở trong con tim của chúng ta, trong trái tim của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta. Đáng lý nó là cái chỗ chỉ dành riêng cho Ngài. Và lời của Chúa bắt đầu câu Kinh Thánh này chúng ta thấy rất dễ để chúng ta đã từng ở trong trạng thái này. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Có thể ai đó trong chúng ta khi nghe câu này thấy sao Đức Thánh Linh ấu trĩ, Đức Thánh Linh sao kỳ vậy? Tại sao có cái vấn đề là ganh ghen tương ở tại đây? Cho đến khi chúng ta hiểu được Đức Thánh Linh rất yêu mến chúng ta. Và Ngài cũng biết rằng khi tấm lòng của chúng ta đã lệch, chúng ta để một hình bóng khác chiếm tấm lòng của chúng ta, thì không lâu sau chúng ta sẽ buông tay và chúng ta sẽ trở nên những người đeo đuổi những hình tượng trong đời sống của mình, những thần tượng ở trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta có thể mến mộ một chức vụ, một con người, nhưng đừng để họ ở trong vị trí lớn hơn Đức Thánh Linh. Họ có được ơn, họ có được quyền của Chúa để có thể thực hiện những công việc. Và có thể chúng ta là những người nhận được cái sự giúp đỡ trực tiếp từ nơi họ. Chúng ta có thể mến mộ họ, nhưng đừng để họ trở nên thần tượng của chúng ta mà nó làm cho mối liên hệ của chúng ta với Chúa bị lệch lạc. Như vợ chồng, người chồng không vui bao giờ khi nghe nói trong tấm lòng của người vợ, hay là thấy trong tấm lòng của người vợ của mình đã có một hình bóng khác. Nó có thể thể hiện ra trong lời nói hay là sự so sánh. Ước gì anh cũng giống như người đó người đó. Ước gì em được phước để có một người chồng giống như người chị em của em. Vân vân. Đức Thánh Linh Ngài muốn giữ và chiếm hữu tấm lòng của chúng ta một cách trọn vẹn. Và Ngài đeo đuổi một mối liên hệ không bị làm buồn đối với chúng ta với Ngài. Chúng mình muốn tìm thấy điều này. Cho nên chị em đừng tưởng Kinh Thánh nói vô ích, nhưng mà nhận biết điều đó để chúng ta nhận biết được tấm lòng của Đức Thánh Linh. Ngài yêu chúng ta. Ngài muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài. Vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể kinh nghiệm được quyền năng và sự sức dầu của Ngài
không bị giới hạn. Ngài có thể tuôn đổ quyền năng của Ngài, Ngài có thể hướng dẫn chúng ta một cách trọn vẹn. Để Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài, sự chăm sóc của Ngài trên đời sống của chúng ta và để chúng ta có thể đáp ứng lại một cách trọn vẹn. Cũng giống như vợ chồng ban đầu yêu nhau đến độ không thể xa vắng nhau được. Họ yêu nhau đến độ họ không còn chịu đựng nổi những ngày mà sống lâu lâu mới gặp nhau một lần. Cho nên quyết định đi đến hôn nhân để có thể sống chung một nhà, để có thể ngủ chung một giường. Nhưng nếu mối tình hoặc là tình yêu đó không được vun đắp, thì một thời gian sau có thể những thứ khác nó xen lẫn vào. Rồi đến một lúc thì họ không thể nào chịu nổi những giây phút ở gần nhau. Gặp nhau là cãi, gặp nhau là có những xung đột. Rồi chúng ta thấy để có thể phục hồi lại, họ phải dành thời giờ để vun đắp, để gây dựng, để đầu tư thì giờ, cũng như dành cho nhau những ưu tiên ở trong đời sống. Thì đối với chúng ta, trong mối liên hệ với Đức Thánh Linh cũng giống như vậy. Quyết tâm của đời sống của tôi là luôn đeo đuổi mối quan hệ với Đức Thánh Linh như Catherine Kuhlman, như mục sư Hersey và những đầy tớ của Chúa, như các sứ đồ đã có với Đức Thánh Linh. Khi tôi đọc Công vụ chương 15 câu số 28, thì tôi nói với Chúa Thánh Linh rằng là Chúa, con muốn được gần gũi và thân mật với Chúa để có thể chia sẻ những sứ điệp, những lời tiên tri, những lời mặc khải của lời khôn ngoan và tri thức cho anh em con, như các sứ đồ đã nói, vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng. Con muốn có như vậy, phải có một sự trao đổi. Họ cầu xin, họ cầu hỏi ý của Chúa, Chúa bày tỏ ý của Ngài để họ có thể đi đến một lời tuyên bố rằng kết luận của mối tương giao và công việc. Chúng tôi xin hỏi và Đức Thánh Linh bày tỏ để rồi có thể nói rằng Đức Thánh Linh và chúng tôi ưng thuận như thế này. Hay là danh từ gần gũi hơn, Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý nhất trí như thế này. Anh chị em muốn được như vậy phải thân mật lắm, phải gần gũi với Ngài. Chứ chúng ta thể nghe lấm bẩm cái sự kể lại của mục sư hay là một ai đó về mối liên hệ của họ với Chúa và những điều Chúa Ngài phán dạy họ. Rồi chúng ta sống và phục vụ dựa trên những điều đó. Điều mà chúng tôi tâm huyết muốn hướng dẫn đến anh chị em, chúng ta tất cả đều sẽ có một mối liên hệ mật thiết với Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Vì chỉ có Ngài mới là đấng có thể đi cùng với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi. Vì chỉ có Ngài mới là tiếng nói mà chúng ta thấy rằng đem lại cho chúng ta sự khôn ngoan tối cao. Sự dẫn dắt của Ngài có thể khiến cho chúng ta biết được mưu luận của Đức Chúa Trời và thánh ý của Đức Chúa Trời. Hãy đeo đuổi mối liên hệ, quan hệ với Đức Thánh Linh một cách mật thiết. Như trong những lớp chuẩn bị hôn nhân chúng tôi hướng dẫn cho hai người trẻ, hai người sắp sửa bước vào hôn nhân, có những điều cần phải có để họ có thể xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Mối liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em để có một mối quan hệ mật thiết, ngọt ngào với Đức Thánh Linh, là Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Chúng ta phải bước những bước sau đây. Thứ nhất, nhận biết rằng bạn có thể có một mối quan hệ như vậy với Đức Thánh Linh. Đó không phải là một ước mơ xa vời. Bởi vì Đức Thánh Linh rất muốn chúng ta có một mối tương giao mật thiết với Ngài. Kinh Thánh còn bày tỏ một điều tuyệt vời hơn nữa là Ngài lấy nhân tình và sức yêu thương của Ngài mà trói chặt chúng ta lại. Cảm ơn Chúa. Và Ngài cũng bày tỏ ra Chúa, Ngài không vừa ý, Ngài buồn. Và những người bước đi với Chúa Thánh Linh đủ, chúng ta sẽ thấy rằng khi Chúa Thánh Linh Ngài buồn, thì chúng ta sẽ thấy có một cái mất mát, chúng ta sẽ thấy có một cái sự vơi đi của những gì mà trước đây vốn đã có. Trước đây chúng ta có thể là hãy buông ra, có thời giờ là chúng ta trò chuyện với Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tương giao với Ngài. Nhưng nếu chúng ta có thể đi suốt một ngày mà không nói với Chúa một lời nào,
chúng ta biết có vấn đề. Cho nên hãy nhận biết, chúng ta có thể có một mối quan hệ mật thiết như vậy với Đức Thánh Linh. Và điều có thể có, bởi vì Chúa rất muốn và Đức Chúa Trời cũng đeo đuổi điều này cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chấm dứt tinh thần. Đó là những người trong Kinh Thánh. Đó là ông Môi-se, đó là các sứ đồ. Anh chị em yêu dấu của tôi, Đức Chúa Trời của họ cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Thánh Linh đang từng vận hành ở trên họ cũng là Đức Thánh Linh có thể vận hành trong chúng ta. Hãy nhận biết điều đó. Thứ hai, phải khao khát một mối quan hệ mật thiết với Đức Thánh Linh. Đây phải là điều mà chúng ta mong mỏi, khao khát. Nếu hai người nói rằng họ yêu nhau nhưng mà không yêu nhau đủ để lấy nhau, thì chúng ta thấy rằng cái cường độ của tình yêu của họ chưa phải là đi đến chỗ có thể chung sống với nhau suốt đời. Nhưng mà phải có một cái mức độ là họ yêu nhau đến độ họ không thể nào chịu đựng nổi những giây phút xa nhau. Lâu lâu gặp nhau một lần qua một cuộc hẹn, hẹn hò. Không đủ. Nhưng mà muốn gần gũi với nhau hơn. Đối với Thánh Linh của mẹ, chúng ta phải khao khát điều này. Và sự khao khát, cái chữ khao khát ở đây cho chúng ta thấy một hình ảnh như chúng ta đi trong sa mạc mà chúng ta cần một ly nước, khi chúng ta khát đến độ mà chúng ta nói rằng mình dường như không có sức để đi thêm một bước nữa. Và khi được cái ly nước đó thì nó làm cho mình đã khát như thế nào, thì cái khao khát của chúng ta đối với Đức Thánh Linh cũng phải giống như vậy. Vì Chúa Giê-xu Ngài nói những kẻ khát hãy đến cùng ta mà uống. Hãy khao khát Chúa. Thứ ba, chúng ta phải hết sức học từ Kinh Thánh một cách tường tận về Đức Thánh Linh. Ở trong sự chuẩn bị cho hôn nhân, chúng ta thấy hai người có thể là cùng đi chung trong một hội thánh, cùng sinh hoạt ở trong ban thanh niên. Nhưng mà rồi bắt đầu họ để ý nhau, hay là qua một cái sự giới thiệu giúp đỡ nào đó, hai con người bắt đầu để ý và dành thời gian mà chúng ta gọi là thời gian tìm hiểu. Đây điều rất là quan trọng mà chúng tôi khi hướng dẫn cho thanh niên ở trong hội thánh, chúng tôi cũng khuyến khích các em là hãy dành thời gian để tìm hiểu. Cái thời gian tìm hiểu là cần phải biết cái người mà mình tìm hiểu. Đừng để cho cảm xúc, đừng để cho những cái cộng thêm ở bên ngoài nó chiếm hết cái thời giờ của chúng ta. Ở trong cái thời gian, cái giai đoạn tìm hiểu, hãy hiểu để xem cái người yêu của mình lúc vui thì thể hiện cái niềm vui của mình như thế nào, lúc buồn, lúc giận như thế nào. Cần phải tìm hiểu một cách rõ ràng. Đối với Đức Thánh Linh, để chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, chúng ta phải học biết về Đức Thánh Linh. Như chúng ta đã bắt đầu ngày hôm nay, chúng ta cần biết Đức Thánh Linh, Ngài không phải chỉ là một cái năng lực, mà Ngài là một thân vị. Ngài có tiếng nói, Ngài có sự dẫn dắt, Ngài có cảm xúc. Cho nên chúng ta có thể dập tắt tiếng của Đức Thánh Linh hoặc là làm buồn Đức Thánh Linh. Ngài rất là tình cảm. Ngài là quyền năng của Đức Chúa Trời khi Ngài vận hành một cách mạnh mẽ, nhưng mà Ngài cũng rất nhẹ nhàng khi Ngài hướng dẫn chúng ta. Cho nên có một cái biểu tượng về Đức Thánh Linh là chim bồ câu, rất là hiền lành. Không phải như chim quạ hay là chim đại bàng. Với Đức Thánh thì nói đến Ngài như chim bồ câu, nhẹ nhàng. Ngài là đã có mặt ở trong buổi sáng thế và vận hành trên mặt vực. Ngài là đấng cảm động và thể hiện quyền năng của Ngài trên những con người mà chúng ta thấy họ nhận được sức siêu nhiên, họ làm những công việc kỳ diệu. Nhưng Ngài cũng là đấng rất là nhẹ nhàng và chúng ta cần quen biết. Bởi Thánh Linh, Ngài bày tỏ ra cho chúng ta về chính mình Ngài trong Kinh Thánh. Chúng ta cần học biết về Đức Thánh Linh một cách rõ ràng hơn. Để chúng ta biết vai trò, để chúng ta biết mục đích mà Cha đã hứa. Trong những ngày cuối rốt, ta sẽ đổ thần của ta trên mọi loài xác thịt. Tại sao Chúa muốn đổ xuống một cách rộng rãi như vậy? Khi mà cụ ước thì chỉ có một vài người đặc biệt được sự kêu gọi cho một công tác đặc biệt, Chúa đổ thần của Ngài trên họ. Nhưng mà Chúa hứa rằng trong thời kỳ cứu rốt, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Chúng ta cần biết mục đích. Chúng ta cần biết danh xưng của Ngài, những biểu tượng về Chúa. Ngài mạnh mẽ như tiếng gió thổi ào ào. Ngài
mạnh mẽ và cháy nóng bỏng như là những cái lưỡi, như lưỡi bằng lửa đậu ở trên đầu của mọi người. Ngài vận hành ở trong quyền năng của Ngài để tuôn đổ ra và khiến cho những thân thể cần được sự chữa lành được chữa lành. Chúng ta cần biết, và hơn nữa chúng ta cần biết những gì Chúa thích cũng như những gì Chúa không thích. Thì khi chúng ta tìm hiểu người bạn đời của mình, chúng ta cũng cần biết là người bạn đời của mình thích cái gì và không thích cái gì. Cần nhận biết để chúng ta có thể có một mối tương giao mật thiết hơn với Đức Thánh Linh. Thứ tư, cầu xin Đức Thánh Linh giúp đỡ bạn biết rõ Ngài hơn và được đầy dẫy sự hiện diện của Ngài. Chúa sẽ bày tỏ. Nếu chúng ta chịu hỏi, chịu lắng nghe, Chúa sẽ bày tỏ, vì Ngài muốn giúp đỡ cho chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Ngài. Chúa đeo đuổi điều đó mà. Chúa muốn trọn cả tấm lòng của chúng ta mà. Thứ năm, anh chị em hãy quyết định đi vào sự sâu nhiệm càng hơn trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời và nhường đời sống của chúng ta cho Ngài kiểm soát. Nhường đời sống của chúng ta để cho Chúa Thánh Linh Ngài kiểm soát. Vì chúng ta muốn đi sâu hơn. Chúng ta muốn bước vào một cam kết như hai người yêu nhau quyết định đi đến hôn nhân để họ có thể dọn vào sống chung với nhau. Gặp nhau mỗi ngày, có nhiều thời giờ với nhau hơn và biết nhau một cách thân mật hơn. Thì cũng vậy, trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa Thánh Linh, hãy quyết định đi sâu hơn và trong mối quan hệ với Ngài. Rồi chúng ta mới có thể có được những ngày mà chúng ta ngồi bên Chúa để Ngài dạy dỗ, cầm tay khi chúng ta dạy cho chúng ta làm những công việc, hướng dẫn chúng ta ở trong đường lối của Ngài. Như Esai chương 11 câu 1 và câu 2 là bài tỏ Chúa Ngài đổ bảy vị thần của Đức Chúa Trời ở trên Chúa Giê-xu. Thần kính sợ Chúa, thần khôn ngoan, thần mưu luận, thần thông sáng, thần kính sợ Đức Giê-hô-va, bày tỏ ra trên Đức Chúa Giê-xu để Ngài không quyết định những điều theo như quyết định của tấm lòng của mình hay là những điều nghe, nhưng mà bởi sự dẫn dắt hoàn toàn của Chúa Thánh Linh. Thì chúng ta sẽ bước vào trong một mối quan hệ như vậy. Để chúng ta có thể nghe được tiếng phán Đức Thánh Linh, chúng ta phải gần gũi Chúa đủ. Để chúng ta có thể nhận được sự dẫn dắt từ nơi Chúa, chúng ta phải biết Ngài. Chúng tôi thường dùng hình ảnh có những cặp vợ chồng, họ sống và rất là hợp và biết nhau một cách rất là rõ ràng. Đến độ một cái nhìn thôi thì người vợ, người chồng của mình ở phía bên kia của một cái phòng, chỉ nhìn ánh mắt là biết ý của chồng, của vợ của mình muốn nói gì. Mà họ quen biết nhau đủ để giữa một đám đông người, khi người phối ngẫu của họ lên tiếng, họ quen với giọng nói đó và họ sẽ xoay tìm ở đâu phát xuất ra giọng nói thân quen đó. Dù ở chỗ đông người, họ vẫn có thể nhận diện được tiếng nói của nhau. Chúng ta cũng cần gần với Đức Thánh Linh như vậy. Vì trong cuộc sống hàng ngày có nhiều âm thanh, những tiếng ồn. Vì chúng ta cần quen thuộc với Chúa đủ để khi Đức Thánh Linh phán, chúng ta có thể nhận biết rằng đó là Chúa. Anh em còn nhớ khi chúng ta học về cái sự phục hồi của Chúa cho các môn đồ của Ngài. Khi Phi-rơ rủ những người khác, ông tuyên bố tôi đi đánh cá để có các môn đồ khác đã đi theo với ông. Vì Chúa đứng ở trên bờ và bày tỏ đó chính là Ngài, là đấng phục sinh. Khi Ngài hỏi các con có cá không? Thì họ nói rằng họ đánh không có cá. Và Chúa bảo hãy bỏ lưới bên phía bên kia thuyền. Thì khi họ bắt đầu kéo lưới vào thì họ thấy một số cá rất là lớn. Thì cái người mà đã từng dựa gần lòng ngực của Đức Chúa Giê-xu là sứ đồ Giăng, ông nhận biết ngay và ông nói rằng đó chính là Thầy. Phi-rơ mặc áo vào vì ông lúc bây giờ đang ở trần trong lúc đánh lưới, đánh cá. Giăng nhạy bén, Giăng dễ dàng để nhận được, mặc dù từ một cái đoạn cách xa, nhưng mà ông nhận biết được điều mà ông đã từng kinh nghiệm Chúa.
Cho nên ông nói với Phi-e-rơ, đó chính là thầy. Cảm ơn Chúa. Tôi xin Chúa cho để chúng ta sẽ trở nên những người nhạy bén, quen thuộc với sự dẫn dắt của Chúa như sứ đồ Giăng đã từng có. Thì ngày hôm nay thế nhân đang cần những điều từ Chúa xuyên qua đời sống của chúng ta để họ có thể được giúp đỡ. Và thứ sáu, anh chị em hãy bằng lòng để Chúa chỉ ra những gì trong đời sống của chúng ta mà không đẹp lòng Đức Thánh Linh. Chúng ta vì trân quý một mối liên hệ, một mối thông công không bị gián đoạn bởi làm buồn Đức Thánh Linh. Như mục sư Hasi đã nói, nó quý hơn một khối vàng, một khối bạc. Thì chúng ta cần bằng lòng để Chúa nghe chỉ ra. Nghe được tiếng cáo trách của Chúa, con à, đó là điều ta không vừa lòng. Và khi sự cáo trách này đến, lập tức ăn năn quay trở lại với Chúa. Hay là như mục sư Hasi đã đem 50 mỹ kim trong thời bây giờ đem trả lại cho vị giáo sĩ. Chúng ta có thể nói sao cực đoan quá vậy. Nhưng mà ông quyết tâm làm một công việc. Và tôi tin rằng khi tấm lòng của ông đã được hoàn chỉnh, biết nhờ cậy Chúa và để Chúa Ngài kiểm soát hoàn toàn, thì chắc chắn Chúa Ngài là đấng đã tiếp trợ. Và cuộc đời và chức vụ của ông sau này đã trở nên ảnh hưởng rất là lớn. Ông đã viết sách, ông đã kể lại những kinh nghiệm đó và nhiều người đã được gây dựng. Cho đến ngày hôm nay, như tôi đã chia sẻ câu chuyện, cái kinh nghiệm ngày hôm đó của ông vẫn làm cho lòng của chúng ta được kích lệ. Cảm ơn Chúa. Hãy bằng lòng để Chúa Ngài chỉ ra. Và Chúa Ngài sẽ chỉ ra cho chúng ta. Có những việc chúng ta nói ra một câu, Đức Thánh Linh Ngài nói rằng con nói cái điều đó không đúng. Lập tức ăn năn, xin Chúa tha thứ. Và chúng ta gặp cái người mà chúng ta nói, xin lỗi họ. Vì lúc đó chúng ta đã nói quá lời hay là điều có thể làm tổn thương họ. Để Chúa Ngài chỉ ra cho chúng ta những chỗ mà lòng của chúng ta đã lệch lạc. Có thể là một số tiền lớn, có thể là một cái cơ hội làm ăn nào đó, hay là một cái sự yểm trợ nào đó, mà chúng ta bắt đầu đặt hết cái niềm hy vọng của mình và tương lai vào ở trong những con người hay là những vật chất đó. Để Chúa Ngài chỉ ra cho chúng ta, hầu cho chúng ta cứ kiểm soát lòng của mình luôn, và chúng ta điều chỉnh cuộc đời của chúng ta như là một nhạc sĩ, một nhạc công lên dây đàn của mình cho nó đúng với cái nốt nhạc, với âm thanh chuẩn, để mình có thể hòa tấu một chơi một bản nhạc thật là tuyệt vời. Xin ban phước và dẫn dắt chúng ta ở trong ơn của Chúa. Tôi ôm lại. Thứ nhất, nhận biết rằng bạn có thể được mối quan hệ như vậy với Đức Thánh Linh. Thứ hai, khao khát một mối quan hệ mật thiết với Đức Thánh Linh. Thứ ba, hãy hết sức học từ Kinh Thánh một cách tường tận về Đức Thánh Linh. Học về vai trò, về mục đích, về danh xưng, những gì Ngài thích hoặc không thích. Càng biết rõ, chúng ta càng dễ dàng hơn trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Thứ tư, cầu xin Đức Thánh Linh giúp đỡ để bạn biết rõ Ngài càng hơn và được đầy dẫy sự hiện diện của Ngài. Thứ năm, quyết định đi vào sự sâu nhiệm càng hơn trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh để nhường đời sống cho Ngài kiểm soát. Và thứ sáu là bằng lòng để Chúa chỉ ra những gì trong đời sống của bạn mà không đẹp lòng Đức Thánh Linh. Chúng ta trở lại với hai câu Kinh Thánh nền tảng và chúng ta kết thúc. Ê-phê-sô chương 4 câu 30-32. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Từ bỏ những điều của cay đắng, buồn giận mà nó thể hiện ra lời nói, hành động, cách cư xử. Mà xin Chúa cho để chúng ta được dầm thấm bởi tình yêu của Ngài, để chúng ta có thể ở với nhau một cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta ở trong Đấng Christ vậy. Và cuối cùng, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 câu 21-22. Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ và đã sức giàu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Nhờ chính Ngài, không phải con người, không phải sự giúp đỡ của con người, cũng không phải tiền bạc. Chính Ngài, Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tinh
Đức Thánh Linh trong lòng của chúng tôi. Chúa ban của tin, Chúa ban tiền đặt cọc ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúa đóng ấn của Ngài trong tấm lòng của chúng ta thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa. Nhận biết để rồi chúng ta có thể bước đi một cách mật thiết với Đức Thánh Linh để cuộc đời của chúng ta hiệp lòng một với Ngài. Để Chúa có thể tự do hành động, để Chúa có thể hướng dẫn chúng ta, để Chúa có thể chi phối đời sống của chúng ta và chúng ta có thể trở nên một cơ đốc nhân siêu nhiên, làm những việc siêu nhiên qua ơn của Ngài và sự sức dầu của Ngài tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Mình xin Chúa Ngài giúp đỡ đi những điều này sẽ kéo anh chị em đến gần Chúa càng hơn, để chúng ta sẽ kinh nghiệm một cuộc sống hoàn toàn nằm ở dưới quyền kiểm soát của Đức Thánh Linh, là đấng muốn chiếm cả trái tim của chúng ta. Ngài yêu chúng ta vô cùng anh chị em ơi. Đừng để Chúa phải ghen tương khi chúng ta có những hình bóng khác ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì khi Chúa buồn, chúng ta không vui bao giờ và đời sống của chúng ta sẽ không được lợi ích. Khi Chúa Thánh Linh sự hiện diện bị làm buồn ở trong đời sống của chúng ta. Mình xin cho mối liên hệ của chúng ta là mối liên hệ phước hạnh, gần gũi, mật thiết ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cho tôi cầu nguyện cho anh chị em trước khi chúng ta kết thúc. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài vì cách mà Chúa Ngài đeo đuổi chúng con. Biết ơn Chúa vì Ngài đã bỏ tất cả mọi sự, lìa bỏ thiên đàng cao sang để mang lấy thân xác con người, để có thể có tiếng nói và sự cảm thông cho con người của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài muốn lại ở trong loài người chúng con như chương trình ban đầu khi Chúa Ngài dựng nên Adam, rồi hà sinh khí của Ngài vào, thở Thánh Linh của Ngài vào, khiến cho Adam trở nên người có hồn sống, một loài sinh linh. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự đeo đuổi của Chúa ở trên cuộc đời của chúng con. Con tin rằng Ngài đã quy tụ chúng con về đây ở trong buổi tối hôm nay từ khắp nơi để chúng con vào trong thời giờ học hỏi và huấn luyện này. Vì sao muốn chúng con biết và bắt đầu một cuộc sống mật thiết với Chúa, gần gũi với Chúa. Cảm ơn Chúa vì cách mà Chúa đeo đuổi chúng con thật lạ lùng. Vì chúng con là ai? Chúng con ra chi? Mà Chúa lại muốn có một mối liên hệ gần gũi như vậy. Kể chúng con là bạn hữu của Ngài, kể chúng con là con cái, là người nhà, là đền thờ nơi Chúa ngự. Không, thật là tuyệt vời những hình ảnh mà chúng con không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Nhưng Chúa đã làm. Cho đến bây giờ Chúa giấu, con cầu nguyện Chúa Ngài giúp đỡ để hết thảy chúng con, những ai đang có một tấm lòng khao khát muốn được Chúa Ngài sử dụng, đại dụng và tận dụng chúng con cho vinh quang của Ngài, xin chiếm hữu chúng con một cách trọn vẹn. Và mỗi ngày Chúa dấu dạy chúng con để chúng con biết yêu Chúa càng hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Xin làm việc để rồi chúng con có thể trở nên những lưỡi hai bén, những khí cụ sắc bén ở trong tay của Chúa. Hầu Chúa có thể sử dụng chúng con cho vinh quang của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin ban phước trên anh chị em tràn đầy ơn của Chúa. Và những ngày sắp đến, chúng tôi sẽ nghe những điều tốt lành anh chị em trong sự tương giao, bước đi một cách mật thiết với Chúa Thánh Linh, được Chúa dạy dỗ, được Chúa Ngài dẫn dắt, được Chúa Ngài ban phước và sử dụng anh chị em như thế nào ở trong ơn của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.